Xin chào các bạn, tên tôi là Vương Nguyễn. Hôm nay tôi sẽ nói về đề tài shooting game mà không phải shooting chess nữa. Đây là một game hay là trò chơi. Trong trò chơi thì có thử thách. Lần này thử thách là máy bay địch thủ bắn lại. Mục đích của bạn là bắn máy bay địch thủ và né đạn của máy bay địch thủ. Bên tay trái là máy bay, còn bên tay phải đó là máy bay địch thủ. Máy bay địch thủ bắn viên đạn vàng và bạn phải tránh Trong bài này đó thì tôi sẽ xài Dome với là CSS3. Tôi sẽ không xài Canvas hay là jQuery. Đây là bài 1. Trong bài này đó thì bạn điều khiển máy bay bằng mũi tên lên xuống. Và bạn muốn bắn thì bạn bấm. Bấm nút chuột xuống, bạn sẽ thấy đó. Đây là bài căn bản. Nếu mà bạn nhìn đây mà không hiểu hay là bạn chưa đó thì tôi đề nghị bạn đi lại bài cũ mà coi video. Ở phần này đó thì tôi làm cho cái background nó di chuyển. Đây phần này là tôi làm cho viên đạn nó đi, mỗi viên đạn là một cái div. Thì tôi làm viên đạn đi đầu tiên đó thì tôi xài Darkman Gatleman. Đây là code của bài số 1, tôi chỉ đi sơ qua thôi. Nếu bạn không hiểu tôi đề nghị bạn trở lại video trước để bạn coi. Code chỗ này đó thì tôi làm cho cái background nó moving đi từ trái qua phải, như bạn đã thấy bên này. Tôi điều khiển máy bay lên xuống đó bằng mũi tên. Đây cái code này đây làm chuyện đó. Còn cái code này khi tôi bắn chúng ra thì cứ mỗi lần bắn ra một viên đạn đó là tôi bắn một cái div, là tôi tạo ra một cái div và tôi cho những cái attribute của cái div đó nó làm sao. Còn đây là hàm khi mà cái div ra đó, viên đạn là cái div đó, thì tôi phải làm cho nó di chuyển từ trái qua phải. Đây là hàm cái function làm chuyện đó. Trong bài số 2 này đó thì tôi tạo ra đối thủ. Tôi để cái hàm create foe đây. Đây là cái function create foe. Trước nhất đó tôi nói tạo ra 10 cái máy bay đối thủ. Và đây là cái vòng lặp tôi chế tạo ra. Cứ mỗi máy bay thì tôi tạo ra một cái div. Và tôi cho mấy cái div đó cho cái class là foe để may này tôi gọi nó để tôi biết máy bay địch thủ nó tên gì. Nó là tên foe. Còn tôi để vị trí máy bay địch thủ đâu, đây là ngẫu nhiên, dĩ nhiên tôi không muốn để nó cùng chỗ hết, nên trong trò chơi nào đó bạn cũng có cái ngẫu nhiên nó ngạc nhiên cho mấy người chơi nó thú vị hơn. Và đây là tôi nói là máy bay địch thủ. Chiều cao chiều rộng nó, trong trường hợp này tôi xài máy bay cũ,
À, còn cái background size đó thì đây là rất quan trọng. À, nếu mà bạn để width and height lên 50 đó thì bạn phải xài background size để cho nó cho máy bay nó nhỏ lại 50 bởi 50. Nếu không đó thì bạn chỉ lấy được một phần máy bay thôi. Đây là một lệnh tương đối quan trọng. À, còn đây đó là lệnh này là tôi quay máy bay ngược lại 180 độ. Đây, máy bay địch thủ. Nếu mà bạn để ý tôi mà bấm refresh á, thì mỗi lần máy bay nó vị trí của máy bay đối thủ nó khác nhau. Để cho người chơi ngạc nhiên một chút. Giờ tôi bắn qua thì nó đúng, nhưng mà bài sau này tôi sẽ làm hit detection. Trong bài số 3 này đó thì tôi bắt đầu làm cái code này để cho máy bay địch thủ bắn bắn trở lại. Việc đầu tiên tôi là tôi có nhiều cách làm. Đây là tôi nói tôi tạo ra cái set interval timer mới, và tôi sẽ nói là mỗi giây, nên bạn nên nhớ số này rất là lớn hơn là số thường. Và tôi cứ mỗi giây đó thì tôi chạy hàm for shoot này. For shoot này là bạn tạo ra cái viên đạn, nghĩa là cứ một ngàn millisecond hay là một giây đó thì mỗi máy bay địch thủ mà còn lại sẽ bắn ra một viên đạn. Cái hàm này thì nó giống như cái hàm function này giống như function shoot thôi. Bạn có thể xài cùng một cái function thêm vài cái argument đây, nhưng mà đây tôi làm riêng rẽ để cho nó dễ hiểu hơn thôi. Thì đây, nếu mà bạn coi đây đó thì mỗi máy bay bắn ra một viên đạn, nhưng viên đạn chưa đi đâu được vì tôi chưa code cái đó, tôi chỉ code là bắn đạn ra thôi. Trong bài này đó thì mình làm mấy viên đạn của từ máy bay địch thủ đi từ phải qua trái. Đây ở trong cái function shooting đó thì tôi cộng thêm một cái for bullet move. Thì trong này đó thì tôi cũng copy từ cái function bullet move đây. Tôi có thể xài cùng chung một cái hàm, nhưng mà tôi tách ra để cho nó dễ hiểu. Thì đại khái là việc đầu tiên bạn làm đó là bạn đi tìm hết tất cả mấy viên đạn, nó kêu là for bullet. Thì sau đó thì bạn tìm cho mỗi viên đạn, bạn tìm cái vị trí của cái viên đạn đó, và bạn trừ ba là bạn đưa nó đi, để nó đi qua bên tây, về phía tây trái chút. Đây là bạn làm cho nó đi thực sự. Cứ mỗi mỗi giây đó thì máy bay nó bắn ra một viên đạn vậy đó. Chắc bạn hỏi chắc đây nó bắn ra nhiều quá. Đúng, thì mình phải làm sao cho nó bắn bớt đi, chứ không thôi máy bay này sẽ chịu. Muốn cho máy bay địch thủ bắn đạn bớt ít đi đó thì tôi sẽ trở lại cái hàm for shoot. Nghĩa là cái hàm này nó tạo ra mấy cái bullet đạn cho máy bay địch thủ. Trong đây thì tôi nói mỗi máy bay địch thủ đều bắn ra hết,
thì tôi sẽ không làm vậy. Tôi sẽ nói trong trường, tôi chỉ nói chỉ có một trong những máy bay còn lại bắn thôi, và tôi sẽ máy bay nào bắn đó thì tôi sẽ làm ngẫu nhiên. Đấy, bạn thấy bây giờ chỉ mỗi giây đó chỉ có một một máy bay bắn ra một viên đạn thôi, nên máy bay này cũng dễ né tránh một chút. Trong bài số 5 này đó thì tôi sẽ code cho hit detection, nghĩa là khi máy bay bắn đạn ra, viên đạn có bắn đúng máy bay địch thủ hay không, đó là sự cố hit detection. Đây tôi cộng cái function hit detection đây, đây là cái function hit detection. Trước nhất đó, làm sao tôi biết máy bay bắn ra đạn của máy bay bắn ra đúng máy bay địch thủ? Thì việc đầu tiên tôi làm, tôi sẽ lấy hết tất cả những cái đạn mà máy bay đã bắn ra. Tôi xài lệnh Dark One Get Element by Class Name Bullet, và ta để nó trong cái bullet này. Thứ hai nữa đó là tôi muốn biết là tôi cũng đi lấy hết tất cả máy bay của địch thủ, và tôi để nó cho trong folder này. Ở dưới đây là tôi nói mỗi máy bay, mỗi viên đạn mà máy bay bắn ra, tôi sẽ tìm vị trí nó ở đâu, và tôi sẽ so sánh với hết tất cả vị trí của máy bay địch thủ. Đây tôi nói là mỗi máy bay địch thủ, và tôi tìm máy bay vị trí của máy bay địch thủ, và tôi soi sánh nó gần hay không. Nếu mà viên đạn mà gần máy bay địch thủ đó thì tôi nói nó là đúng và is. Khi mà đúng đó thì trước nhất là tôi làm nó nổ tiếng khác nhau. Đây ở dưới đây thì tôi cộng thêm một cái audio tag là audio explode. Okay. Cái audio trước là audio shoot. Đấy. Còn khi mà đúng đó thì tôi phải xóa cái viên đạn đi, và tôi xóa cái máy bay địch thủ đi. Có nhiều cách xóa. Ở đây thì tôi xài có cái lệnh này tương đối an toàn hơn mấy khác. Bạn có thể xài for dot j delete hay remove, hay là bạn for bằng no nó trước nó. Nhưng mà ở đây đó thì tôi thấy cái hai lệnh này đó, thì nó không đặt cho tôi vấn đề gì trong những nhiều cái browser khác nhau. Rồi đây là nói là thật ra cái này là lệnh nó là tự giết. Đây nói tôi đây đi tìm ba má tôi và giết, là tự sát đó. Lệnh này thì tôi thấy nó an toàn hơn mấy lệnh khác. Trong bài số 7 này đó thì tôi sẽ làm cái hit detection from fall và move fall. Và hit hit detection trong fall nó thì nó cũng giống như hit detection thôi. Tôi copy thì tôi đổi vài cái. Bạn nên coi cái hit detection dưới đây và so sánh với trên đây. Còn move fall là lý do tôi move fall là vì tôi muốn máy bay nó không đứng, máy bay tưởng nó không đứng chỗ mà nó có thể di chuyển để bạn khó bắn. Tôi đã trình bày xong shooting game. Xin chào các bạn.